Xin chào các bạn nhé. Đây là mình đang trong cái tựa game Royal Kingdom này, là một trong những cái game mà quảng cáo rất là nhiều trên kênh của mình, và mình cũng chính vì vậy mà mình cũng sẽ tải về mình chơi, và bây giờ cũng đã có 4 triệu điểm sức mạnh rồi. Buổi sáng thì mình chỉ dành 10 phút để mình thu thập nguồn tài nguyên. Các bạn thấy là nó sẽ có những cái vựa lúa này, rồi là công trình về mỏ vàng, mỏ đá và công trình về gỗ này. Mình đang chọn nền văn minh Trung Quốc. Ở đây thì mình sẽ trị thương cho những đơn vị lính và làm những cái nhiệm vụ ở trong game này. Khi này các bạn có thể là trợ giúp đồng minh, và các bạn sẽ vào một cái clan, tức là vào một cái liên minh này, thì các bạn sẽ nhận được nhiều đồ hơn từ hệ thống, từ liên minh. Ở đây thì bắt đầu mình ấn vào phần liên minh này, thì bắt đầu là khi mà vào phần cờ này, lãnh thổ liên minh của các bạn càng rộng thì các bạn nhận được nguồn tài nguyên càng nhiều. Đây là một trong những cái lợi thế mà các bạn khi mà các bạn tham gia liên minh. Và khi ấn vào phần VIP này thì sáng nào mình cũng sẽ thu thập như này. Đây được rất là nhiều tượng này, kinh nghiệm, thực phẩm và gỗ đá. Theo mình sẽ mở thêm cái phần quà bên trên, sẽ được thưởng thêm điểm VIP để mà mình sẽ lên được level VIP cao hơn, có khả năng xây dựng nhanh hơn. Ở đây thì sẽ có những cái sự kiện như thế này. Sự kiện thì mình sẽ làm những cái sự kiện này này, và trong hòm đồ thì sẽ rất là nhiều đồ nhé, và mở những cái dương này hoàn toàn là miễn phí này. Đây mình sẽ mở khóa cho các bạn, đây này, miễn phí đến tận là 8 hòm luôn. Ở đây thì các bạn sẽ phải chờ chờ thời gian của cái hòm nó hết thì các bạn sẽ mở được hòm tiếp theo. Các bạn thấy không, miễn phí trong khoảng tầm độ 4 đến 5 phút thì bắt đầu sẽ có một hòm mở được, và mình sẽ mở cái dương thứ hai cho các bạn xem. Ở đây thì sẽ nhận được cái tượng đèn sao rực rỡ nhằm nâng cấp sao những cái tướng màu vàng. Và bây giờ mình sẽ rút cái quân này về nhé. Ở đây thì sẽ có những cái mỏ đá như này. Thì các bạn, mình đang ở trong liên minh này cũng khá là yếu rồi, và những cái chỉ huy tốt dường như đã rời đi và không còn ở liên minh của chúng ta nữa, cho nên là clan cũng khá là yếu, liên minh của chúng ta cũng khá là yếu. Bây giờ chúng ta hãy dịch chuyển về phần xa phía bản đồ nhé các bạn thấy nhé. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái nguồn nguồn cung mà nó level cao, các bạn thấy không? Này, level 5, level thậm chí level 6 luôn. Và tất cả những cái này chúng ta phải chiếm được thì chúng ta sẽ có cái nguồn cung nó tốt hơn. Đây này. Ở đây có level 6, lúc mới đầu là có những cái nguồn tài nguyên rất là dồi dào ở khu vực ngoài này. Các bạn có thể là di chuyển tới để mà thu thập. Các bạn thấy không? Ở đây thì sẽ có rất là nhiều cái đơn vị quân của chúng ta thu thập ở đây nhé. Và chúng ta chỉ cần giữ ngón tay để di chuyển, giữ ngón tay để di chuyển thành phố. Khi mà tất cả đơn vị của chúng ta không còn khai thác ở ngoài lãnh thổ nữa thì có thể là di chuyển về khu vực này. Các bạn thấy không? Đó. Bây giờ thì chúng ta có thể là di chuyển về được. Khi mà đơn vị này của chúng ta còn khoảng hai mấy giây nữa về thì tôi sẽ dịch chuyển cho các bạn xem cách mà có thể là dịch chuyển ở trong thành phố. Trong cái hòm đồ ấy thì nó cũng sẽ có cái phần là dịch chuyển, cái phần đạo cụ này này. Đây có những cái phần dịch chuyển có mục tiêu này, dịch chuyển ngẫu nhiên này, rồi dịch chuyển lãnh thổ này. Đó. Thì mình còn ba bốn cái này nữa, mình cũng dịch chuyển cũng khá là nhiều rồi, và hiện tại thì bản đồ của mình cũng đã sang trang mới rồi, nó đã hết sương mù rồi. Và những cái con bây giờ mình sẽ ấn vào tài nguyên này thì sẽ có những cái điểm tài nguyên mà mình chưa thu thập, thì mình cũng có thể là đưa lính đi, nhưng mà bây giờ mình đang đợi cái con quân đó về để mình sẽ di chuyển sang khu vực giàu tài nguyên hơn. Đây mình sẽ di chuyển sang khu vực này cho các bạn xem. Mình sẽ di chuyển sang khu vực phần gỗ này, mình sẽ thu thập được nhiều hơn này. Các bạn thấy không, di chuyển này. Đó. Và mình sẽ đưa cái nhà chính của chúng ta ra khỏi khu vực đấy nhé, di chuyển thành phố của bạn đến một vị trí trên bản đồ không thể sử dụng khi đang chiến đấu quân hoặc tập hợp. Khả năng là do những cái đơn vị của mình đang chưa được chữa lành thì nó không đi bộ được. Bây giờ mình sẽ chữa hẳn đi luôn xem nó có đi được không nhé. Ra đây mình sẽ thu thập một ít vàng, một ít đồ không thể sử dụng khi đang chiến đấu với quân tập hợp. Đây mình sẽ quay quay trở lại nhé, quay trở lại và mình sẽ tiếp tục tăng cái thời gian mà mình dùng những cái con này đi. Bây giờ mình sẽ tăng hết cái thời gian của mấy con tướng này đang sản xuất này, không biết là có đủ hay không. May quá đủ không bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tăng cái khu vực lên nhé. Đó, cùng cái đã, và vừa đủ nhé. Đây mình đã sản xuất hết rồi này, và chỉ có một cái nhà là đang xây thôi.
Giờ mình sẽ di chuyển luôn để xem là có di chuyển được không nhé. Mình sẽ di chuyển sang cạnh phía trên này, nó sẽ hướng những nguồn tài nguyên mà mình sẽ cần phải đưa nó ra ra xa thôi. Nó bây giờ chúng ta có thể di chuyển như này, các bạn thấy không? Quá trình di chuyển thì các bạn phải sản xuất hết quân nhé, thì các bạn sẽ di chuyển được. Ở đây mình sẽ đi thu gom nguồn tài nguyên thấy luôn. Ở đây thì mình sẽ thu gom tiếp vàng này, thu gom vàng gỗ, rồi bây giờ mình sẽ thu gom thêm đá nhé. Mình sẽ tìm nguồn đá, ở đây sẽ đá cấp 6 không có, đá cấp 5 thì gần lãnh thổ của đối phương, tuy nhiên thì nó nằm ngoài đường vạch cho nên là mình cũng có thể là khai thác được, và clan bên kia khá là mạnh nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay trở về lãnh thổ và mình sẽ xem làm những hợp đồng tiếp theo nhé. Ở đây huấn luyện quân đội thì các bạn sẽ nâng cấp từ cái quân đơn vị, ví dụ đơn vị 1, đơn vị 2 thì các bạn cần nâng cấp lên đơn vị số 3 luôn. Nếu mà các bạn thành trì cao hơn rồi thì các bạn cũng sẽ phải nâng cấp, để ví dụ như nó một con tướng thì nó chỉ đem được 100.000 quân thôi. Tuy nhiên thì nếu mà đem được 100.000 quân trong đó có lính 2, lính 1 thì nó sẽ làm giảm cái sức mạnh của đội quân đi nhé. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp hầu hết là lính 2 để lên lính 3 luôn, và mình sẽ huấn luyện cả lính 3 luôn. Đây thì các bạn có thể thấy là có thể là nghiên cứu những cái phát triển những cái về công nghệ kinh tế và công nghệ quân sự nhé. Ở đây thì mình cũng đã sản xuất rất là nhiều rồi, và bây giờ mình sẽ ấn vào phần phần công nghệ quân sự trước đi. Ở đây có phần bản đồ này, nếu bạn nghiên cứu thì sẽ phải tăng tốc vàng và rất là nhiều những cái thực phẩm này, cho nên là rất phải thu thập rất là nhiều, vẫn chưa đủ dùng các bạn ạ. Đây vẫn đang thiếu để mà nâng cấp cái công nghệ lên, cho nên là phải thu gom cả phía bên ngoài lãnh thổ nữa. Người trong này thì sẽ có những cái hợp đồng nho nhỏ, các bạn nâng cao được cái nguồn cung của chúng ta lên nhé, và có những cái ưu đãi miễn phí này. Thường thì game này cũng vẫn phải nạp tiền để cho nhà sản xuất nó có kinh phí nó tiếp theo nó ra. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nguồn kinh phí cũng không đáng kể khi mà các bạn có thể là cày chay cũng được. Đây là nó cũng chỉ là mang tính sức sức mạnh thôi. Lúc đầu mình cảm giác như là nâng cấp nhà ai mạnh hơn, sau đó thì chiếm đóng lãnh thổ của người khác, nhưng mình chưa thấy những cuộc chiến đấu quá nhiều. Tuy nhiên thì cũng sẽ có đấu giải của game này ở trên YouTube để các bạn có thể xem. Đây thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi xem liệu có đúng không nhé. Hành tinh nào quay trong hệ mặt trời quay nhanh nhất? Đó là sao Mộc nhé các bạn nhé. Sao Mộc vừa to vừa quay nhanh. Và tiếp theo, sân bay nào ở độ cao so với mực nước biển? Thế này thì mình sẽ chọn ý D đi. Sai rồi, sân bay Hà Ninh cơ. Sân bay chắc cũng có thể là sân bay trên cao nguyên Tây Tạng chẳng hạn, nó rất là cao. Đây thì mình sẽ vào phần sử thi. Không phải là nguyên liệu dùng để rèn vũ khí, sử thi thời đại vàng. Có thể là sinh động vật. Cái này thì mình cũng không biết đâu, mình sẽ trả lời theo cái ý nghĩa của mình thôi. Picasso sinh ra ở đâu các bạn? Có thể là Greenland đi, Iberia các bạn ạ. Đấy, sẽ trả lời những câu hỏi này để mình thêm nhận thêm nguồn. Có những cái mình không biết thì có thể là tên người, tên một địa danh. Mình không biết thì mình có thể tra trên mạng nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy không? Kỳ thi hôm nay mình chỉ 20 điểm thôi, còn những kỳ thi trước thì 40, 70. Hôm nay thì khả năng là mình thi khó hơn, câu hỏi khó hơn mà nó không xuất hiện nhiều lần. Đây mình sẽ xem đạo cụ của mình sẽ có thêm nguồn gỗ thì mình sẽ nâng cấp được. Bây giờ nếu mà không ấy thì mình sẽ nghiên cứu công nghệ kinh tế. Đây công nghệ kinh tế thì mình sẽ nâng cấp cái phần cày của mình lên. Đây các bạn thấy không, đều thiếu một tài nguyên. Đây thì mình sẽ nghiên cứu toán học trước đi, bởi vì lúc này là mình cũng đủ nguồn tài nguyên, và sau đó mình sẽ quay trở lại, mình sẽ thu thập nốt những nguồn tài nguyên trên bản đồ và sẽ sử dụng những cái item như này nhé các bạn nhé. Có những cái item ở ngay bên dưới gần chữ VIP nên sẽ sản xuất lương thực này, bạn có sẽ tăng sản xuất lương thực trong 24 giờ, sản xuất gỗ trong 24 giờ tăng 50% đấy. Đây tăng sản xuất đá nữa.
tăng sản xuất vàng nữa, nếu bạn sẽ có nguồn vàng nó dồi dào hơn. Ngoài ra tốc độ thu vào trên bản đồ các bạn cũng sẽ ấn vào cái item đó để mà tăng được cái tốc độ sản xuất vàng của chúng ta lên. Một trong những cái item khá là cần thiết để cho các bạn xây dựng nhanh, thu hoạch nhanh cũng như là sản xuất nhanh, nâng cấp cái công nghệ kinh tế, công nghệ quân sự và xây dựng những công trình khác đem lại cho bạn giá trị kinh tế cao và có thể là đứng top seller. Một hai ngày thôi thì chúng ta cũng đã leo được lên R3 và R4 của Liên Minh rồi, bạn thấy không? Rất là nhanh để mà đạt được những cái chỉ số như này. Một lần nữa cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn chơi thì các bạn hãy quay trở lại Liên Minh của mình để chơi nhé, và một lần nữa chúc các bạn chơi game vui vẻ.